Chào chị. Sao chị biết chị? Biết tâm chị Phú luôn. Dạ. À, mấy chị ở gần này không chị? Ô Campuchia. Trời ơi, khán giả từ Campuchia bay. Dạ, mấy chị từ Campuchia về ủng hộ chị Loan cả nhà ơi. Rồi để chị. À để mấy chị. À. Rồi ok chị. Dạ. Rồi từ Campuchia mấy chị về đây ủng hộ chị Loan nha cả nhà. Cảm bên nha cả nhà. Rất là quý không? À, tình cảm của tất cả cô chú anh chị ở gần cũng như là ở xa đều yêu mến chị Loan hết đó. Mấy chị đến là nói gia đình xin phép qua bên đó đốt nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nói chung là chị Loan cũng có rất nhiều cô chú anh chị để ủng hộ. À, yêu mến chị Hồng Loan từ Campuchia về ghé qua đây để đến nhà để mua đồ ủng hộ cho chị Loan, các những thứ đồ ăn vặt nha cả nhà, mít sấy nha cả nhà, cơm trái, tất cả những mặt hàng khác luôn của chú anh chị hàng tối ngày hôm nay. Giờ rất là cảm động luôn ha, cảm động bên Campuchia luôn, đã đến shop của Hồng Loan để mua ủng hộ chú anh chị. Thì bây giờ hai chị đang qua thắp nhang bên đó rồi. Bây giờ hai chị đang qua rồi. Mấy chị thắp nhang xong giờ mấy chị qua đây mua những mặt hàng ăn vặt ủng hộ cho chị Loan nha cả nhà. Chị qua nói cũng là chị Loan qua Campuchia, Campon nha cả nhà. Rất nhiều rong biển cả nhà nha. Cái hạt. Rồi rong biển cái hạt nha cả nhà. Ngon lắm nha mọi người. Trên nó phải giỏi luôn. Wow, biết sai luôn. Sấy luôn cái nhà ơi. Wow, phải nói là khách ta đến từ trong kia ha cái nhà. Biết nè, cái biết đến từ gần đến nhà trong đêm luôn. Mới thằng Ron à. Cái kèn nó bát lắm nha mọi người. Giỏi quá trên ơi. Ôi, cái gì nữa em. Cơm nha, cháy mà mở hàm. Cháy ngon lắm nha, cái cơm cháy này là hả nó ăn nó giòn 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 nó the the khá lắm, nó còn ngon hơn cả cháy trong biển đó mọi người. Mẹ Thái mẹ Thái ngon lắm nha mọi người. Buổi tối quay ở đây mua hũ mẹ Thái ăn là hết sảy. Hàng của chị Loan không ăn đâu, chứ ăn vô là no liền không chứ. Cái gì vậy? À, kho gà. Kho gà lá chanh. Bơ tỏi. Lá chanh. Kho gà bơ tỏi. Rồi Yến đó rồi. Yến năm chỉ vàng nữa. Còn giải năm chỉ vàng á chị ơi. Chị cào á, chị vàng á chị. Chị đang cào á, chị đang cào á. Chị đang cào á, chị nói chị cũng quá cào. Còn phải Việt Kiều mà. À, Việt Kiều Campuchia nghe cứu chị. Nam Bon nha cả nhà. Chị vô mua đồ hả chị? Vô đi chị. Có đường vô. Vô đem giữ xe cho. Rồi, chị ưu like cho con trai luôn Ken ơi. Giỏi quá Ken. Quá xuất sắc luôn. Wow. Ở nhà nãy ông mời một chú chị với Ken còn nhỏ nhưng mà đã biết rồi. Vô. Buổi tối hôm nay khán giả đến ủng hộ chị Loan rất là nhiều luôn, nhiều luôn đó. Từ đến đây luôn, từ Việt Kiều tới những cô chú anh chị ở gần đây, ở xa cũng đến rồi. Đến từ Campuchia qua luôn mà anh đó, từ trong nước ngoài nước khán giả đến đây ủng hộ chị Loan rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã yêu mến chị Loan trong suốt thời gian qua.
Cô chú nào chưa biết thì cũng giới thiệu luôn là đây có cái rổ hàng ăn thử nè cả nhà. Rổ hàng ăn thử. Cả nhà cứ tới đây rồi món nào mà mình chưa trải nghiệm á thì rồi, mình cũng thử để biết rồi. Cảm ơn mấy chị nha, rất nhiều luôn cô chú chị ơi. Nhiều. Lan quá trời luôn. Giờ mình đi về luôn hả chị? Đi về. Rồi về. Khách sạn. Vậy bây giờ chị về cái mai à sáng gì Campuchia về đây mua đồ xong dạ. Trời ơi quá quý luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Chúc mấy chị sức khỏe nha. Mà về đây ủng hộ cho chị Lan luôn cả nhà. Rồi. Dạ. Rồi em chào mấy chị. Rồi rất là quý tình cảm của mấy chị ở dù rất là xa nhưng mà vẫn đến đây để ủng hộ cho chị Lan những mặt hàng ăn vặt cả nhà từ Campuchia luôn á, quý lắm. Anh né cho khách vào đi anh em ơi. Chị Lan nữa cả nhà. Đây cả nhà, một túi đồ luôn cả nhà ơi. Đây. Chị đều biết uống thì rồi nép nép qua cho chị. Nép qua, nép qua. Cảm ơn chị ủng hộ đi. Vô đây con, vô đây con. Bây giờ mình sẽ cho gọn lại với cho khách vô nè. Bài chị xe này quá quá đỏ. Tối hôm nay đông quá trời đông luôn, vỡ trận rồi mọi người ơi. Cách ga vô liên tục luôn. Phía trong có anh Hải xuống phụ luôn cô chú anh chị. Vỡ trận rồi, anh Hải xuống rồi. Thì đông quá anh Hải, thấy đông quá anh Hải xuống phụ một tay. Anh Hải ngồi vô bàn để anh Hải chốt đơn phụ anh Khoa. Để anh Khoa làm công việc bỏ hàng vô trong bịch cho khán giả. Ăn còn ăn ngon ngon mà ăn còn nữa. Dạ, cái là dạ. Kia. Hỏi vô tấp gì vậy? Đâu cô chú anh chị, anh đứng ngoài quay nhà chị luôn nha. Ủng hộ hoài luôn anh chị. Đó, cô chú anh chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, bye chị nha. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi, chúc chị quay nãy giờ, cái giờ khi giờ bắt đầu xuống máy rồi đó. Em quay từ trước giờ mình để ý mình vô mình quay chị luôn bán hàng luôn cả nhà.